Hôm nay mình sẽ làm video test cái nhiệt độ của bóng đèn led. Thường nhiệt độ của bóng đèn led nếu mà nó tản nhiệt đó, thì mình thấy là tản nhiệt ra môi trường ngoài phía trước mặt xóa rất là thấp, tầm 34 đến 40 độ thôi. Còn cái phần nhiệt độ ở đuôi phía sau rất là nóng. Bây giờ mình cái đèn này đã hoạt động khoảng được 10 phút rồi. Rồi mình test thử này. Đây. Nhiệt độ đo được tầm 34 độ. Mình để thử này, 34 độ. Còn nhiệt độ ở phía sau thì nó tản nhiệt cái quạt hoặc là cái lá nhôm thì nó tản nhiệt ở phía sau. Nhiệt độ phía sau tầm 50 cho đến 70 độ nha. Đây, nhiệt độ bây giờ phía sau lên được 59 độ rồi. Đo thử bên này này. Đằng trước cũng rất là thấp, 33-34 độ nên là cái nhiệt độ này thì so với cái chóe zin thì không bao giờ bị hư chóe hay là mờ chóe cả. Đây. Nên cái phía sau lên tới 53 độ rồi. Con này đang tản nhiệt bằng lá nhôm này. Đây là đối với bóng led đó các bạn, để ý là phía sau làm sao phải để tản nhiệt được cái vị trí động để cho nó tản nhiệt. Nếu mà một số đèn nó quá hẹp thì không có vị trí tản nhiệt thì bóng led rất là dễ bị hư.